Ok, chào anh em nhé. Hôm nay mình sẽ ép cái dòng vàng này lên tượng này, ép toàn bộ dòng vàng lên dán sát thương và thương chí mạng. Ký thì sát thương chí mạng, áo thì giảm sát thương, mong mà lên được em. Áo trước em nhé, áo trước. Được rồi. Ký anh em nhé. Nào lên giảm sát thương thì thôi. Dòng giảm sát thương dừng lại rồi. Ký. Giảm sát thương 3%. Cổ cái cho nó. Về này. Cái dòng giảm sát thương thôi. Từ chơi dòng giảm sát thương là rất. K thì T. Cửa đấy nhưng mà thì 10% này, còn hiện tại là giảm sát thương 10% sát thương nữa, rất là nhiều. Hay đi. Giảm sát thương 3%. Thấy chưa? Thấy gì chưa? Cậu ngon chưa? Hay mà. Chơi bài mà chơi bài phong thủy. Cái vũ khí. Phòng chí mạng. Vứt. 12 viên là được. Thương chí mạng. Đấy nó xuống. Giảm nhanh nhanh cộng 6 là anh em cứ. Em cần nhanh nhanh giảm được 6. Đổi sang cái áo em nhé, tự ra đổi. Thử vậy.
Tấn tha thương. À. À. Tấn sát thương 3%. Con chưa? Tập 20 viên đấy, tập 20 viên đấy nhỉ. Mừng, chúc mừng. Chúc mừng. Và như vậy. Đừng có đập nguyên một món. Đập nguyên một món nhé. Hay không được, chuyển sang đi. Phải không lên đâu. Ghi đi. À quên tăng tỷ lệ món giảm sát thương rồi nhá. Tỷ lệ chí mạng mình úp thêm cái chí mạng này, tăng sát thương chí mạng nhé. Xịt anh em ạ. À phát xịt. Ai thế thì chưa đổi ngay thấy chưa con đi. Con này mà ba món rồi hai này ba này tập đâu nhìn độ ủi quá tí tập đi. Tập đi. Tập cái quần này em nhé. Cần giảm sát thương 3%. Năm cái mà thì ta lại chuyển sang cái để chuyển sang cái ký ở đen đi luôn chuyển như vậy. À tổng chí mạng áo gì nhá quần quần cô gái đập 5 phát thôi đến sang đi. Đơn giản hết có ba mấy viên lên được ba món thì đổi đa em nhá
phải nên cái đá đấy, 30 viên nữa. Bảy mươi viên mà lên được 3 món rồi, 30 viên nữa cơ. Cái này không có lúc thì không đập lên được. Lên ba này, ba rồi đúng không? Ta lại chuyển sang cái ký đấy, chuyển sang ký đi. Tỷ lệ chí mạng